Người tiêu dùng sành điệu. Chương trình truyền hình hàng Việt dành cho mọi lứa tuổi sẽ được phát trên sóng HTV với phong cách thể hiện mới lạ, hấp dẫn. Những quan niệm tiêu dùng thông minh, những thông tin thiết thực về hàng Việt sẽ được chuyển tải đến cho khán giả truyền hình một cách sinh động thông qua sự góp mặt của các đại sứ nổi tiếng. Đến với chương trình Người tiêu dùng sành điệu, khán giả sẽ có thêm kênh thông tin tương tác với doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất, có cơ hội nhận được những phần quà giá trị. Chương trình Người tiêu dùng sành điệu phát vào lúc 21:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên sóng HTV9. Người tiêu dùng sành điệu, nâng tầm sản phẩm Việt.